các em trong phân môn tiếng Việt tiết 109 liên kết câu và liên kết đoạn văn. Các em còn nhớ ở phân môn tập lập văn ngữ văn 7 tập 1 bài liên kết trong văn bản mà các em đã được học. Vậy liên kết trong văn bản là gì? Các em còn nhớ không? Liên kết là một trong những tính chất quan trọng nhất của văn bản, làm cho văn bản trở nên có nghĩa, dễ hiểu. Để văn bản có tính liên kết, người viết, người nói phải làm cho nội dung các câu, các đoạn thống nhất và gắn bó chặt chẽ với nhau. Đồng thời phải kết nối các câu, các đoạn đó bằng những phương tiện ngôn ngữ, từ, câu thích hợp. Vậy liên kết câu và liên kết đoạn văn trong tiết học này có gì mở rộng và phát triển hơn so với liên kết trong văn bản mà các em đã được học ở lớp 7? Chúng ta cùng đi vào nội dung bài học này nhé. Với bài học này, các em quan sát cho cô ở trong sách giáo khoa và các em chỉ cần ghi lại cho cô những cái ý mà cô chốt lại qua các câu hỏi mà chúng ta trả lời trong cái câu hỏi 1, 2, 3 ở trong cái sách giáo khoa. Và các em vừa nghe cô giảng bài và các em vừa ghi bài nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu một la mã khái niệm liên kết. Ví dụ sách giáo khoa trang 42 và 43, các em cùng dở sách và cùng cô đọc cái ví dụ này. Tác phẩm nghệ thuật nào cũng xây dựng bằng những vật liệu mượn ở thực tại. Nhưng nghệ sĩ không những ghi lại cái đã có rồi, mà còn muốn nói một điều gì mới mẻ. Anh gửi vào tác phẩm một lá thư, một lời nhắn nhủ. Anh muốn đem một phần của mình góp vào đời sống chung quanh. Nguyễn Đình Thi, tiếng nói của văn nghệ. Các em thấy đoạn văn trên bàn về vấn đề nào các em nhỉ? Trước hết chúng ta sẽ đi tìm hiểu về nội dung của đoạn văn này bằng 3 cái câu hỏi ở trong sách giáo khoa. Câu 1, đoạn văn trên bàn về vấn đề gì? Chủ đề ấy có quan hệ như thế nào với chủ đề chung của văn bản? Câu 2, nội dung chính của mỗi câu trong đoạn văn trên là gì? Những nội dung ấy có quan hệ như thế nào với chủ đề của đoạn văn? Nêu nhận xét về trình tự sắp xếp các câu trong đoạn văn. Câu 3. Mối quan hệ chặt chẽ về nội dung giữa các câu trong đoạn văn được thể hiện bằng những biện pháp nào? Chú ý các từ ngữ ưng đẳng. Bây giờ, cô và các em sẽ cùng nhau lần lượt trả lời 3 câu hỏi này nhé. Đầu tiên, câu hỏi 1. Đoạn văn trên bàn về vấn đề gì? Chủ đề ấy có quan hệ như thế nào với chủ đề chung của văn bản? Các em thấy đoạn văn trên bàn về cách người nghệ sĩ phản ánh thực tại. Như vậy, chủ đề của đoạn văn là cách người nghệ sĩ phản ánh thực tại. Và chủ đề này ghép vào chủ đề chung của văn bản tiếng nói của văn nghệ theo cái quan hệ bộ phận toàn thể. Đoạn văn là bộ phận, còn văn bản là toàn thể. Nghĩa là chủ đề của đoạn văn này nằm trong chủ đề lớn của văn bản và phục vụ làm rõ chủ đề của văn bản tiếng nói của văn nghệ. Rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang cái nội dung tiếp theo, câu 2. Nội dung chính của mỗi câu trong đoạn văn trên là gì? Những nội dung ấy có quan hệ như thế nào với chủ đề của đoạn văn? Nêu nhận xét về trình tự sắp xếp các câu trong đoạn văn. Các em thấy rằng là nội dung của 3 câu trong đoạn văn được sắp xếp như thế sao? Câu 1, tác phẩm nghệ thuật phản ánh thực tại. Câu 2, khi phản ánh thực tại, người nghệ sĩ muốn nói một điều mới mẻ. Và nội dung của câu 3 là, cái mới mẻ ấy là lời gửi của một nghệ sĩ. Như vậy, các em thấy nội dung của cả 3 câu này đều nói về chủ đề chính của đoạn văn, đó chính là cách người nghệ sĩ phản ánh thực tại. Và các em thấy cả 3 câu trong đoạn văn không có câu nào nói lạc sang chủ đề khác, mà cả 3 câu nội dung đều hướng chủ đề vào chủ đề của đoạn văn. Như vậy, cả 3 câu có sự liên kết về chủ đề. Tức là nội dung của cả 3 câu đều tập trung nói về một chủ đề. Rồi, chúng ta tiếp tục tìm hiểu ý tiếp theo trong nội dung câu số 2. Các em thấy là gì? Ở cách sắp xếp trật tự, trình tự cách sắp xếp trong cái câu số 2 thì các em thấy rằng là gì? Trình tự sắp xếp ở câu số 2. Câu 1 nói tác phẩm nghệ thuật dùng để làm gì? Tác phẩm nghệ thuật dùng để phản ánh thực tại.
Câu 2, nhưng nghệ sĩ không những ghi lại cái đã có rồi mà còn muốn nói một điều gì mới mẻ. Tức là người nghệ sĩ ngoài cái đã có rồi còn muốn thỏa sức sáng tạo bằng những cái mới mẻ. Và câu 3, anh gửi vào tác phẩm một lá thư, một lời nhắn nhủ. Anh muốn đem một phần của mình góp vào đời sống chung quanh. Vậy Kem thấy là tái hiện và sáng tạo để làm gì? Để nhắn gửi một điều gì đó của một người nghệ sĩ. Kem quan sát lại đoạn văn, Kem thấy là gì? Câu 1, đặt vấn đề, nghệ thuật phản ánh thực tại. Câu 2, lại đặt vấn đề, phản ánh thực tại như thế nào? Đó là người nghệ sĩ muốn nói một điều mới mẻ. Và câu 3, đặt vấn đề, tái hiện và sáng tạo để làm gì? Để nhắn gửi một điều gì đó. Như vậy, Kem thấy rằng giữa câu 1 và câu 2 có sự liên kết với nhau. Và giữa câu 2 và câu 3 cũng có sự liên kết với nhau. Cụ thể, câu 1 làm tiền đề cho câu 2, câu 2 lại làm tiền đề cho câu 3. Nếu giả sử bây giờ cô đảo vị trí các câu trong đoạn văn này, câu 3 cô sẽ đảo vị trí lên câu 1. Câu 1 cô đảo vị trí lên xuống câu 2. Và câu 2 cô đảo vị trí xuống câu 3. Hoặc bất cứ một cái cách đảo vị trí các câu nào khác đi chăng nữa, thì các em thấy rõ ràng là giữa các câu không có mặt liên kết. Phải không nào? Nó không có nội liên kết về mặt nội dung. Nghĩa là tất cả các câu không hướng vào một chủ đề chung của văn bản, mà nội dung ý của các câu nó sẽ bị rời rạc đi, nó phá vỡ cái mạch văn bản đi. Như vậy, Kem thấy là thông qua cái câu hỏi 1 và câu 2, Kem có thể xác định được hai yếu tố liên kết trong đoạn văn, đó là liên kết chủ đề và liên kết logic. Cô nhắc lại, liên kết chủ đề là các câu trong đoạn văn đều hướng vào một chủ đề chính. Còn liên kết logic là giữa các câu văn được sắp xếp theo một trình tự hợp lý. Và Kem thấy là gì? Liên kết chủ đề và liên kết logic đều nằm trong liên kết về mặt nội dung. Kem ạ, một văn bản hoàn chỉnh không chỉ có liên kết về nội dung không, mà còn phải có liên kết về mặt hình thức nữa các em nhé. Liên kết hình thức là cách sử dụng các từ ngữ cụ thể có tác dụng nối câu với câu, đoạn với đoạn văn. Ở lớp 9, các em sẽ được nhắc lại một số phép liên kết dễ nhận biết và thường được sử dụng, đó là phép lập từ ngữ, phép thế, phép nối và phép cùng trường từ vựng, từ đồng nghĩa và trái nghĩa. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái câu hỏi số 3 ở trong sách giáo khoa. Mối quan hệ chặt chẽ về nội dung giữa các câu trong đoạn văn được thể hiện bằng những biện pháp nào? Chú ý cho cô các từ ngữ in đậm. Các em quan sát lại cho cô đoạn văn, chú ý cho cô các từ in đậm. Đoạn văn này có 3 câu. Giờ nào, các em thấy ở câu 2 có từ nhưng. Từ nhưng ở đầu câu 2 thể hiện cái mối quan hệ tương phản giữa câu 1 và câu 2. Và ta nói từ nhưng ở đây là phép nối. Các em có nhiều mối quan hệ được thể hiện bằng phép nối. Có thể là mối quan hệ tương phản, có thể là mối quan hệ nguyên nhân kết quả, hay là mối quan hệ tăng tiến. Tùy vào từng văn bản cụ thể để ta xét mối quan hệ của nó là mối quan hệ gì. Tiếp theo, chúng ta thấy ở câu 3 có từ tác phẩm và câu 2 có từ nghệ sĩ. Nghệ sĩ là con người, còn tác phẩm là sự vật. Con người và sự vật này đều nằm trong một lĩnh vực nghệ thuật. Nói đến nghệ sĩ là chúng ta liên tưởng đến tác phẩm nghệ thuật mà người đó sáng tác. Như vậy, hai từ này có mối quan hệ với nhau về mặt liên tưởng. Nói tới từ này, ta sẽ giúp chúng ta liên tưởng tới từ khác. Chính vì vậy, tác phẩm, nghệ sĩ được liên kết với nhau theo cụm trường liên tưởng. Tiếp theo, chúng ta quan sát từ anh ở đầu câu 3. Câu 3 sử dụng từ anh
Còn câu 2 thì sử dụng từ nghệ sĩ. Anh và nghệ sĩ đều chỉ chú một người. Nhưng Ken thấy là để tránh lỗi lặp từ và nhàm chán thì tác giả đã thay thế từ nghệ sĩ bằng từ anh, và đó chính là phép thế. Tiếp tục, ở câu 2 ta có cụm từ cái đã có rồi. Cụm từ cái đã có rồi. Cái đã có rồi là cái gì? Cái đã có rồi. Cái đã có rồi đây là cái thực tại, và nó chính là những vật liệu mượn ở thực tại. Như vậy, hai cụm từ này cùng chỉ một sự vật nhưng cách diễn đạt khác nhau, ta có thể thêm phép đồng nghĩa. Ở câu 1 và câu 2 không chỉ liên kết với nhau ở phép nối mà còn liên kết với nhau ở phép đồng nghĩa nữa, phải không các em? Các em thấy ở câu 1 có từ tác phẩm, và ở câu 3 cũng có từ tác phẩm. Ở đây không phải là lỗi lặp từ nha các em, mà nó là một hình thức liên kết từ ngữ, và cách liên kết này gọi là phép lặp từ ngữ. Các em lưu ý, trong một đoạn văn chúng ta sử dụng quá nhiều một từ ngữ thì nó không phải là phép liên kết nữa, mà nó là lỗi lặp từ trong các câu văn, đoạn văn được các em nhé. Và các em thấy là đoạn văn này chúng ta đã vừa tìm hiểu chỉ có 3 câu nhưng đã sử dụng đến 5 phép liên kết. Như vậy khi viết câu văn, đoạn văn, các em có thể sử dụng nhiều phép liên kết, miễn sao là hợp lý là được. Như vậy qua bài tập này các em có thể thấy các đoạn văn trong một văn bản cũng như các câu văn trong một đoạn văn phải liên kết chặt chẽ với nhau về nội dung và cả hình thức. Cái nghĩa là nó phải có mối quan hệ chặt chẽ với nhau về nội dung và hình thức thì văn bản đó mới là một văn bản hoàn chỉnh. Như vậy qua cái nội dung tìm hiểu phần lý thuyết ở bài học này, các em có thể rút ra cho cô nội dung bài học ở ghi nhớ sách giáo khoa trang 43. Các em có thể đọc phần ghi nhớ ở trong sách giáo khoa trang 43 các em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cho cô phần 2 la mã, phần luyện tập. Bài tập yêu cầu chúng ta phân tích sự liên kết về nội dung, về hình thức giữa các câu trong đoạn văn sau theo nội dung gợi ý nêu ở bên dưới. Chúng ta cùng đọc văn bản. Cái mạnh của con người Việt Nam không chỉ chúng ta nhận biết mà cả thế giới đều thừa nhận là sự thông minh, nhạy bén với cái mới. Bản chất trời phú ấy rất có ích trong xã hội ngày mai mà sự sáng tạo là một yêu cầu hàng đầu. Nhưng bên cạnh cái mạnh đó cũng còn tồn tại không ít cái yếu. Ấy là những lỗ hổng về kiến thức cơ bản do thiên hướng chạy theo những môn học thời thượng. Nhất là khả năng thực hành và sáng tạo bị hạn chế do lối học chay, học vẹt nặng nề. Không nhanh chóng lấp những lỗ hổng này thì thật khó bề phát huy trí thông minh vốn có và không thể thích ứng với nền kinh tế mới chứa đựng đầy tri thức cơ bản và biến đổi không ngừng. Theo Vũ Khoan, chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới. Ở bài tập này chúng ta sẽ làm hai câu hỏi sau. Câu 1, chủ đề của đoạn văn là gì? Nội dung các câu trong đoạn văn phục vụ chủ đề ấy như thế nào? Nêu một trường hợp cụ thể để thấy trình tự sắp xếp các câu trong đoạn văn là hợp lý. Và câu 2, các câu được liên kết với nhau bằng những phép liên kết nào? Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các em lần lượt làm bài tập này nhé. Câu 1, chủ đề của đoạn văn là gì các em? Chủ đề của đoạn văn là khẳng định điểm mạnh và điểm yếu về năng lực trí tuệ của con người Việt Nam, và quan trọng hơn là những hạn chế cần khắc phục. Ý thứ hai, nội dung các câu trong đoạn văn phục vụ chủ đề ấy như thế nào? Các em thấy là nội dung các câu văn đều tập trung vào chủ đề đó. Và chúng ta sẽ tìm hiểu các cái trình tự sắp xếp các câu trong đoạn văn là hợp lý. Thì các em thấy rõ ràng trình tự sắp xếp các câu hợp lý. Câu 1, khẳng định những điểm mạnh vốn có của người Việt Nam. Và câu 2, nêu mặt mạnh của trí tuệ người Việt Nam. Câu 3, các em thấy là gì nào? Khẳng định những điểm yếu. Và câu 4, phân tích cụ thể những mặt yếu kém. Và cuối cùng là câu 5, cần khắc phục hạn chế để đáp ứng sự phát triển của nền kinh tế mới. Như vậy, các em thấy rõ ràng
cả 5 câu đều tập trung vào một nội dung chủ yếu, đó chính là vấn đề của văn bản. Khẳng định điểm mạnh và điểm yếu về năng lực trí tuệ của con người Việt Nam, và quan trọng hơn là hạn chế những cái lỗi mà chúng ta mắc phải để chúng ta cần khắc phục. Như vậy, Kim đã trả lời xong cái bài tập số 1 rồi. Bây giờ chúng ta chuyển sang nội dung của câu hỏi số 2. Các câu được liên kết với nhau bằng những phép liên kết nào? Các em quan sát lại cho cô cái đoạn văn, và các em thấy đoạn văn này có 5 câu văn. Như vậy các em thấy rằng là ở câu số 2, đầu câu số 2 các em thấy có cụm từ bản chất trời phú ấy, phải không nào? Như vậy các em thấy câu 2 nối với câu 1 bằng cái cụm từ bản chất trời phú ấy. Nói tới bản chất trời phú ấy là chúng ta liên tưởng tới cái mạnh của con người Việt Nam, đó là gì? Sự thông minh, nhạy bén với cái mới, cho nên ta có phép đồng nghĩa. Rồi, bây giờ ta tiếp tục tìm hiểu cho cô ở câu 3. Câu 3 có từ nhưng ở đầu câu. Từ nhưng này ở câu 3 nối với câu 2. Vậy thì ta có phép gì các em? Phép nối, phải không? Và tiếp tục ở câu 4 được nối với câu 3 bằng từ ấy là. Như vậy các em thấy rằng nó cũng là phép nối, phải không? Các em quan sát cho cô câu 4 và câu 5. Ở câu 4, các em thấy có từ lỗ hổng, và câu 5 cũng có từ lỗ hổng. Như vậy câu 4 nối với câu 5 bằng cái từ ngữ lỗ hổng, nghĩa là phép lập từ ngữ. Và các em thấy là gì? Ở câu 5 có từ thông minh, và câu 1 cũng có từ thông minh. Vậy câu 5 nối với câu 1 qua cái từ thông minh, nó cũng là phép lập từ ngữ. Như vậy chúng ta vừa làm xong bài luyện tập này. Thông qua bài luyện tập này và cái phần lý thuyết cô mới vừa hướng dẫn với các em, chúng ta có thể rút ra nội dung của bài học qua một cái sơ đồ sau: liên kết câu và liên kết đoạn văn. Như vậy các em thấy rằng là liên kết câu và liên kết đoạn văn, nó có hai mặt, đó là liên kết về nội dung và liên kết về mặt hình thức. Về liên kết nội dung thì đòi hỏi cái đoạn văn đó, cái văn bản đó cần phải có liên kết chủ đề và liên kết về mặt logic. Còn liên kết về hình thức thì chúng ta sẽ dùng các cái phép liên kết đầu tiên, đó chính là phép thế. Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ có tác dụng thay thế từ ngữ đã có ở câu đứng trước thì ta gọi là phép thế. Và sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ biểu thị quan hệ câu đứng trước, ta có phép nối. Và một cái phép thứ ba, đó là phép đồng nghĩa, trái nghĩa và liên tưởng. Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ đồng nghĩa, trái nghĩa hoặc cùng trường liên tưởng với từ ngữ đã có ở câu trước thì ta sẽ có phép đồng nghĩa, trái nghĩa và liên tưởng. Và phép thứ tư, các em thấy là gì? Lặp lại ở câu đứng sau từ ngữ đã có ở câu đứng trước, ta có thêm phép lặp lại từ ngữ. Các em thấy chưa nào? Như vậy, thông qua cái sơ đồ này, các em thấy rằng các đoạn văn trong một văn bản cũng như các câu trong một đoạn văn phải liên kết chặt chẽ với nhau về mặt nội dung và hình thức thì nó mới là một văn bản hoàn chỉnh các em nhé. Bài học lý thuyết mà cô hướng dẫn chỉ có một bài tập, và thông qua cái bài tập này các em sẽ tìm hiểu hơn các cái bài tập tiếp theo ở tiết tiếp theo luyện tập liên kết câu và liên kết đoạn văn mà